Thêm một đôi nữa trong tình trạng đẹp xuất sắc ạ. Sử dụng 3 loa trên một thân thùng gồm một bát 30 màng giấy vân vải tẩm dầu, một loa trung đôm và một loa chép đôm. Ở trước mặt thì có thiết kế hai vi tinh chỉnh để chỉnh cho loa trung và loa chép. Riêng cái dòng này thì rất là dễ ghép âm ly nhá. Con này công suất của nó là 120W, trở kháng là 8 ohm. Các bạn có thể ghép vào những cái dòng âm ly Sansui, Đờ Lông hoặc Biller đều đánh rất là ok. Tiếng gió rất là hay. Giá bán đôi này là 12.500.000 đồng. Quý vị và các bạn ưng thì có thể liên hệ đặt hàng với mình theo số điện thoại 0979 918 996, địa chỉ mình ở chợ Sắt Hải Phòng, và nhận giao hàng toàn quốc. Tất cả những sản phẩm mình bán ra đều không bao ship. Dòng này nó tầm tiền nhưng mà tiếng của nó rất là hay.